Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin vai trò của ông Gorbachev đối với đổi mới tại Việt Nam. Vào năm 2017, nhân kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga 1917-2017, ở Hà Nội, một giáo sư lý luận tại Việt Nam nói sai lầm của Liên Xô dẫn đến sụp đổ là đưa một loạt những kẻ cơ hội, đặc biệt là Gorbachev lên vị trí cao nhất. Phát biểu của ông giáo sư Tạ Ngọc Tấn vào hôm 26 tháng 10 năm 2017 đã được VTV1 đăng tải cho thấy đây là quan điểm chính thống của ban lãnh đạo Việt Nam về sau khi nhìn nhận lại sự sụp đổ của Liên Xô. Giáo sư Tạ Tấn còn gọi ông Gorbachev là kẻ phản bội đảng, bán rẻ chế độ Xô Viết vĩ đại. Đây là hình ảnh vào năm 1987, ông Gorbachev và Tổng thống Mỹ lúc đó là Reagan đã ký hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân. Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thường nói công cuộc đổi mới đến từ sáng kiến nội bộ của họ là chính. Nhưng một số sử liệu nước ngoài cho rằng chính sách cải tổ cùng nhiều tỷ đô la tiền viện trợ của Moscow đã khiến Hà Nội vững tin hơn để cải cách có hạn chế, cách điều hành kinh tế kiểu cũ, thực chất là bỏ dần các sai lầm tự gây ra mà sau đó gọi là đổi mới. Tác giả Sapli Stoker trong bài viết về quan hệ giữa Việt Nam và Liên Xô từ năm 1978 đến năm 1988, đăng trên tạp chí Rand vào tháng 12 năm 1989, đã nêu ra một số đánh giá như sau. Quan hệ giữa Việt Nam và Liên Xô gia tăng cả về kinh tế và quân sự sau cuộc chiến biên giới Việt-Trung, giai đoạn sau khi Trung Quốc đánh Việt Nam vào năm 1979, được đánh dấu bằng các khoản viện trợ kinh tế và quân sự tăng mạnh cho Hà Nội. Đây là việc tiếp nối truyền thống của Liên Xô từ thập niên 1960, nước cấp viện trợ hàng đầu cho Bắc Việt Nam với các khoản tăng từ nửa tỷ lên 1 tỷ đô la trong thập niên trước đổi mới vào tháng 12 năm 1986. Bà Sally Stoker đã viết như vậy. Sau khi Gorbachev lên nắm quyền vào năm 1985, Liên Xô phải hạn chế chi tiêu trong nước, tức là cắt chi tiêu công và chấn chỉnh lãng phí kinh tế, nhưng vẫn tăng viện trợ cho Việt Nam. Theo nghiên cứu này, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Moscow ưu tiên là một trong ba nước cùng với Cuba và Mông Cổ nhận nhiều viện trợ quốc tế nhất của Liên Xô. Con số thống kê cho thấy, thời Gorbachev, ba nước này nhận tới 90% tiền Liên Xô cấp cho các nước thế giới thứ ba. Moscow cũng hết lòng ủng hộ Hà Nội chống lại Trung Quốc. Sự hỗ trợ của Mikhail Gorbachev cho cải tổ kinh tế ở Việt Nam là rất rõ ràng. Tuy thế, việc chỉ cấp tiền cho đồng minh Việt Nam xem ra đã không làm Liên Xô hài lòng vì chính sách của Việt Nam quá tệ. Đây là hình ảnh cựu Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được Liên Xô ủng hộ kể từ đại hội lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ năm 1980, trước khi Gorbachev lên cầm quyền, phía Liên Xô đã tạm treo việc giải ngân viện trợ vào năm 1981 vì chính quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã quản lý sai trái. Chính sách trợ giá cho sản xuất yếu kém, kinh tế mới, cải tạo công thương ở Nam Việt Nam được nhắc đến như các ví dụ tệ hại. Một số nguồn châu Á cho rằng vào năm 1982, tiền của Moscow chi cho Hà Nội căn cứ vào khoản cam kết chi cho kế hoạch 551 đã giảm xuống 730 triệu USD. Nhưng các nguồn phương Tây khẳng định tiền không giảm, thậm chí còn tăng lên trên 1 tỷ đô la vào năm 1982, theo nghiên cứu của Sapli Stoker. Tính ra 1 tỷ đô la thời đó mà Liên Xô viện trợ cho Việt Nam bằng rúp tương đương với 2,88 tỷ đô la bây giờ. Và bất đồng với việc chi tiêu tiền của Liên Xô làm sao cho hiệu quả là lý do đã khiến Gorbachev nhấn mạnh đến nhu cầu buộc lãnh đạo Việt Nam phải đổi cách làm ăn kinh tế. Tự phê và cởi mở chính là các nỗ lực cần thiết để làm bộc lộ ra các yếu kém và tìm ra các biện pháp chỉnh sửa. Tại đại hội lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là vào cuối năm 1986, đại diện Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô dự họp báo về Moscow là kế hoạch 5 năm tiếp theo 1986-1990, Liên Xô sẽ còn tăng gấp đôi viện trợ cho Việt Nam so với giai đoạn 5 năm trước đó. Đó là các khoản bên ngoài viện trợ quân sự và chi tiêu cho sự hiện diện thường trực của Hải quân Liên Xô ở Cam Ranh và chừng 2.500 chuyên gia quân sự tại Việt Nam. Tại đại hội lần thứ 6, các nhân vật như Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh đã thừa nhận những sai lầm trong quá khứ và được Liên Xô ủng hộ. Đây là hình ảnh giáo sư Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đã gọi ông Gorbachev là kẻ phản bội đảng,
bán rẻ chế độ Xô Viết vĩ đại. Ban lãnh đạo Hà Nội đã nhận định rằng chính sách bao cấp thực phẩm bao gồm chủ yếu là gạo của họ đã ăn vào một phần lớn viện trợ của Liên Xô, và ông Võ Văn Kiệt đã nêu ra kế hoạch thay đổi. Ông Kiệt, người từng phụ trách mảng kế hoạch của chính phủ, cũng nhắc lại ví dụ cải tổ thành công của Trung Quốc. Từ sau đại hội lần thứ 6, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã có các cuộc trao đổi cấp cao với Tổng Bí thư Gorbachev về đường hướng thay đổi ở Việt Nam, và Liên Xô công bố các điều này trên trang Pravda vào ngày 20 tháng 5 năm 1987. Ông Gorbachev cho biết rằng, tôi và đồng chí Nguyễn Văn Linh đã thảo thuận chi tiết về các vấn đề phức tạp của hợp tác Việt-Xô và cùng nhau nhận định rằng các mặt yếu kém của quan hệ này đã hiện ra rõ ràng và không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Chúng tôi đồng ý với ý kiến cho rằng cơ chế kinh tế và hình thức hợp tác phải tương ứng với nhu cầu của cả thời cuộc và tăng tính hiệu quả. Về ngoại giao, cũng chính Gorbachev trong tư duy mới về châu Á đã khuyến khích Hà Nội thân thiện hơn với ASEAN. Không phải nước Nga sau này mới quay sang châu Á-Thái Bình Dương, giống như Vladimir Putin hiện nay xem ra dựa vào Trung Quốc. Liên Xô từng có chính sách hướng về châu Á với Việt Nam đóng một vai trò quan trọng. Bà Sally Stoker đã viết tiếp như sau. Trong cái nhìn của Gorbachev, thời Brezhnev quá cứng nhắc và bị chiếm trọn bởi quan hệ đối đầu Đông Tây với Hoa Kỳ. Còn Gorbachev nhìn thấy rằng châu Á mới là nơi có sự năng động, có tiềm năng lớn nhất và quan hệ liên phụ thuộc giữa các quốc gia là thứ, tức là ngoại giao Liên Xô, cần khai thác. Đây là hình ảnh vào năm 1991, Tổng thống đắc cử Boris Yeltsin yêu cầu ông Gorbachev rời khỏi vai trò quyền lực chính trị. Gorbachev cũng tiên tri rằng ngoại giao của tương lai giữa các quốc gia liên lệ thuộc, chứ không phải là quan hệ ý thức hệ, cần chú ý đến các thời điểm quan trọng như chính sách châu Á mới được thông qua tại đại hội lần thứ 27 của Đảng Cộng sản Liên Xô vào tháng 3 năm 1986. Cuối năm đó, Việt Nam mới có đại hội 6 tung ra các chính sách đổi mới, gồm cả cái nhìn thân thiện hơn với các quốc gia từng là thù địch ở Asia. Việc Hà Nội phải rút quân khỏi Campuchia cũng nằm trong chính sách lớn về châu Á của Liên Xô thời Gorbachev. Logic của ông là với việc rút quân đội Việt Nam khỏi Campuchia và giảm căng thẳng với Trung Quốc, Liên Xô sẽ giảm được viện trợ cho Việt Nam, tạo điều kiện khả quan hơn cho việc cải thiện quan hệ với ASEAN và từ đó các cơ hội thương mại sẽ mở ra. Trong bức tranh toàn cầu, việc rút quân đội khỏi Việt Nam khỏi Campuchia sẽ chứng minh cho phương Tây thấy rằng Liên Xô thật lòng muốn giảm căng thẳng Đông Tây. Tháng 7 năm 1987, hai ngoại trưởng Việt Nam bao gồm Nguyễn Cơ Thạch và Indonesia Mota đã ra thông cáo chung đánh giá chuyển biến về vấn đề Campuchia khi đó. Tuy thế, bà Sally Stoker cho rằng cũng khó có thể nói Hà Nội cuối cùng phải rút quân khỏi Campuchia là vì Liên Xô gây sức ép hay vì họ không còn chịu nổi gánh nặng quân sự đó mà phải tập trung vào nền kinh tế trong nước. Cuối cùng, đổi mới ở Việt Nam cũng không đi xa đủ như Petrovska ở Liên Xô mà đã bị đóng khung hơn, theo Sally Stoker. Đảng Cộng sản Việt Nam có mở ra về kinh tế nhưng vẫn nắm chặt quyền truyền thông và bác bỏ mọi phê phán nhằm vào chủ nghĩa Marx Lenin. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu vào hôm 3 tháng 7 năm 2021 về đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Vào thời điểm đó, đảng này cũng tin rằng phải hạn chế quan hệ với phương Tây. Bài phân tích của Sally Stoker dừng lại ở thời điểm cuối năm 1989, nên chưa ai ghi nhận các thay đổi sau này tại Việt Nam. Ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công trong đổi mới về kinh tế và mở rộng nhiều phạm vi sinh hoạt văn hóa xã hội. Về vấn đề đối ngoại, không chỉ gia nhập ASEAN và bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ và châu Âu, Việt Nam còn đóng vai trò ngày càng quan trọng với các định chế an ninh khu vực, tuy vẫn duy trì chính sách 3-0, bác bỏ liên minh quân sự. Cùng tiến trình đổi mới, Việt Nam đã chuyển hóa từ một xã hội cộng sản sang hậu cộng sản, giống như Trung Quốc. Điều này cũng đặt ra câu hỏi là Đảng Cộng sản Việt Nam như thế có còn là cộng sản nữa hay không và đang đi theo chủ thuyết gì? Một số quan chức cấp trung như giáo sư Tạ Ngọc Tấn tiếp tục phỉ báng Gorbachev như đổ lỗi cho ông về tầm nhìn xa liên quan đến các vấn đề về châu Á và toàn cầu của Liên Xô thời gian đó. Nhưng các lãnh đạo cao cấp hơn ở Việt Nam hiểu được câu hỏi Gorbachev về cải tổ chính trị là thứ mà họ không thể chạy trốn mà chỉ có thể trì hoãn.
Ví dụ, một bài gần đây trên tạp chí Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng Việt Nam cũng cần đổi mới về mặt chính trị, nhưng phải làm sau đổi mới về kinh tế. Bài viết hôm 31 tháng 8 năm 2021 hứa rằng Đảng từng bước hoàn thiện nhận thức về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nói rằng Việt Nam đang dịch chuyển từ mô hình chuyên chính vô sản sang nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2045. Và chúng ta cứ chờ xem Đảng Cộng sản Việt Nam có thực hiện như vậy hay không và người dân bao giờ mới được làm chủ đất nước. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin chia tay 2021, vì sao Đảng lại mở chiến dịch mậu thân trên mặt trận nhân quyền. Vào tháng 12 năm 2021, được chứng kiến với hàng loạt vụ bắt bớ và xét xử các nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam. Vì sao chính quyền Cộng sản Việt Nam lại dồn dập tấn công trấn áp nhân quyền trắng trợn và công khai đến như vậy? Tác giả Gió Bấc đã phân tích sự kiện này trong bài viết trên blogger của đài EFA mang tựa đề Chia tay 2021, vì sao Đảng mở chiến dịch mậu thân trên mặt trận nhân quyền. Năm 2021 bắt đầu với nhiều vụ bắt giam, truy tố, xử án các nhà báo dồn dập, bao gồm xử án các nhà báo thuộc Hội Nhà báo Độc lập, bắt giam các thành viên của nhóm báo sạch, bắt giam nhà báo Phan Lợi, v.v. Và dồn dập trong cuối tháng 12 là 5 phiên tòa xử mà không xét những người bất đồng chính kiến và dân oan. Những bản án nặng nề từ tử hình đến hàng chục năm tù áp xuống những người dân vốn đã bị đẩy vào bước đường cùng. Dân oan kiệt sức kêu than khi đất Thủ Thiêm bốc cao tận trời xanh, giáo dân Lộc Hưng mòn mỏi chờ công lý. Oan án Hồ Duy Hải cũng xuất hiện chứng cứ mới, đi dự đám tang trong thời gian gây án, nhưng lưỡi hái tử thần vẫn treo lơ lửng, khúc ca chiến thắng mậu thân đang tái diễn trên lĩnh vực nhân quyền tại Việt Nam. Đây là hình ảnh cuộc tấn công của quân đội Bắc Việt vào Huế năm 1968 đã giết chết nhiều người dân vô tội. Hơn 10 mổ chôn tập thể đã được phát hiện ở quanh Huế. Ước tính tổng số người bị giết trong thời gian quân Bắc Việt và làm chủ thành phố là từ hàng trăm cho tới hàng ngàn người. Chỉ trong nửa tháng cuối năm 2021, Tòa án Việt Nam đã dồn dập xử 5 vụ án với những người dân vô tội, thậm chí còn là nạn nhân của chế độ độc tài bị mất đất, mất nhà. Vào ngày 14 tháng 12 năm 2021, Tòa án Hà Nội xử nhà báo Phạm Đoan Trang 9 năm tù vì tội viết sách cho người bình dân hiểu những quyền căn bản mà Thượng Đế và nhân loại đã dành cho họ. Vào ngày 15 tháng 12 năm 2021, Tòa án Hà Nội xử hai ông công dân là Trịnh Bá Phương 10 năm tù, bà Nguyễn Thị Tâm 6 năm tù vì tội kêu oan đòi đất. Vào ngày 16 tháng 12 năm 2021, Tòa án tỉnh Nam Định cũng xử người thợ Đỗ Nam Trung 10 năm tù vì vạch mặt chỉ tên bốt bẩn. Vào ngày 24 tháng 12 năm 2021, Tòa án cấp cao sẽ xử phúc thẩm hai mẹ con, nông dân Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư. Án sơ thẩm đã xử bà mẹ nông dân Cấn Thị Thêu 8 năm tù và con trai Trịnh Bá Tư 8 năm tù về tội kêu cứu cho người dân ở Đồng Tâm. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, thì chính quyền Hà Nội lại xử tiếp thầy giáo Lê Trọc Hùng vì tội đã tự ra ứng cử đại biểu Quốc hội và chỉ ra sai trái của chính quyền. Những bản án nặng nề cứ liên tiếp chụp xuống những người dân vô tội trong cách nhìn của một xã hội, quốc gia, dân chủ, đó là những công dân có trách nhiệm. Đây là hình ảnh 4 nhà hoạt động vừa bị nhà cầm quyền Việt Nam xử tù bao gồm từ trái qua Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thị Tâm, Trịnh Bá Phương và Đỗ Nam Trung. Trong bối cảnh đen tối của đất nước, vừa mới thoát ra khỏi đại dịch, kinh tế thì suy giảm, lòng dân thì hoang mang như một cái nút thắt thít chặt hơn vào vòng thòng lọng đã mặc định gắn trên cổ người dân từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngoài danh sách tù nhân chính thức bị kết án bằng những công cụ tuyên truyền mang tên pháp quyền, có hàng triệu tù nhân dự bị được răn đe bởi những lực lượng ngoại vi mang danh nghĩa là YouTube, mạng xã hội Cờ Đỏ hoặc AK47, v.v. Những luật sư nhân quyền, những bác sĩ chuyên gia y tế độc lập ngoài quốc danh, những nhà báo phi quốc danh và ngay cả một nhóm người tu tại gia hoàn toàn phi chính trị là nhóm Tịnh Thất Bồng Lai cũng bị tấn công, quấy phá và đàn áp hàng ngày. Cũng theo đài tiếng nói BBC từ nước Anh,
hiện có khoảng 170 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ tại Việt Nam, một con số cao kỷ lục trong lịch sử gần đây. Theo số liệu thống kê vào năm 2020 của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Trong khi dự án 88 thì khẳng định rằng hiện có 217 nhà hoạt động trong tù và 306 người khác đang gặp nguy hiểm. Vấn đề là vì sao vào năm 2021, nhất là trong tháng 12, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam lại dồn dập tấn công, chấn áp, đàn áp nhân quyền trắng trợn và công khai đến như vậy. Đây là hình ảnh bốn thành viên trong gia đình bà Cấn Thị Thêu đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xử tù, bao gồm từ trái qua là Trịnh Bá Tư, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Khiêm, ông bố. Hiện tại chỉ có ông bố là Trịnh Bá Khiêm còn ở ngoài nhà tù. Riêng bà Cấn Thị Thêu đã bị tù Cộng sản đến nay là 3 lần. Thứ nhất, về đối nội, mục đích trấn áp nhân quyền, tiêu diệt những mầm mống của xã hội dân sự là để bảo vệ chế độ độc quyền cai trị của thể chế độc tài hiện hữu. Bộ máy chính quyền hiện hữu hiện nay không thuần nhất, rạn nứt với nhiều phe phái khác nhau trong nội bộ của Đảng Cộng sản. Những phe phái này không hề khác nhau về quan điểm, chính kiến và chính trị, phe thân Trung Quốc, phe cấp tiến thân Mỹ như nhiều người ảo tưởng. Nó chỉ khác nhau về tính cục bộ địa phương, phe miền Bắc, phe Thanh Nghệ hay phe theo xu hướng cá nhân như phe Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính, Nguyễn Xuân Phúc, vân vân. Các lực lượng phe nhóm trong vùng máy nhà nước có thể đấu đá nhau chí chết để tranh giành quyền lực, quyền lợi, nhưng hoàn toàn thống nhất với nhau là còn đảng, còn mình và đều cùng thể tận trung, tận hiếu với anh lớn bạn vàng Trung Quốc. Niềm tin ấy có cơ sở vững chắc là hai bên thống nhất về chính trị và quyền lợi. Đảng Cộng sản Trung Quốc còn thì Đảng Cộng sản Việt Nam còn. Đảng còn thì đặc quyền, đặc lợi cũng còn. Và Tổ quốc và nhân dân chỉ là phương tiện, là hàng hóa để bán mua và họ chia chác với nhau. Cứ nhìn vào sự kiện công an đã công khai thảm sát thanh trừng đảng viên Lão Thành, Lê Đình Kình mà trong suốt quá trình Đại hội Đảng lần thứ 13 không có tiếng nói phản kháng nào trong đảng cả. Đây là hình ảnh sau khi hành quyết người đảng viên cao tuổi 84 tuổi cụ Lê Đình Kình ngay trong phòng ngủ, thì nhà cầm quyền tiếp tục tuyên án tử hình cả hai người con trai của ông là Lê Đình Chức bên trái và Lê Đình Công. Trung Quốc lấn ép Việt Nam từ Biển Đông đến cửa khẩu biên giới, toàn đảng thì vẫn ngậm hổ thị, không tiếng nói phản kháng. Sự thống nhất ấy được ghi chi triệt để bằng cách nuôi dưỡng guồng máy quân đội và công an, còn đảng còn mình. Hệ thống tư pháp tay sai làm công cụ trấn áp nhân dân trong cả nước. Và Nguyễn Hòa Bình, tên đồ tể đội lốt người đã kẻ trơ cháo tuyên án Hồ Duy Hải trong phiên tòa giám đốc thẩm bất bình, bị Quốc hội phê phán vẫn đường thẳng thăng tiến vào Bộ Chính trị. Về quan hệ đối ngoại, sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông và toàn thế giới biến địa chính trị Việt Nam trở thành lợi thế mà Đảng Cộng sản đã tận dụng cơ hội để mặc cả, để đu dây, củng cố đặc quyền đặc lợi cho mình, mặc cho người dân cả nước đau khổ, mặc cho chủ quyền đất nước bị mất đi. Nguyễn Phú Trọng tự mãn khoe khoang đường lối ngoại giao điếm đàng, khỉ rơi, khu chuột ấy là triết lý ngoại giao cây tre, là cây tre Việt Nam gốc thì vững chắc, canh thì uyển chuyển, mềm dẻo nhưng rất khiên kiên cường, không có cơn gió nào quật ngã được. Rõ ràng nhất trong thực hiện đường lối cây tre, Việt Nam bất ngờ đón tiếp Bộ trưởng Vương Nghị ngay trước khi bà Phó Tổng thống Mỹ Harris đến Hà Nội. Nguyễn Phú Trọng thì núp lùm, Nguyễn Xuân Phúc thì tiếp nhận vaccine nhưng né tránh nâng tầm quan hệ đối tác giữa hai nước Việt Nam và Mỹ. Rõ ràng do địa lý chính trị Việt Nam nằm sát Trung Quốc, có bờ biển dài tới 2.200 km ở vị trí ít hầu Biển Đông, có 100 triệu dân là nguồn lao động cần cù, Mỹ, châu Âu và Nhật, Úc và rất nhiều quốc gia khác đã dành cho Việt Nam nhiều ưu ái trong hợp tác đầu tư, viện trợ y tế, quốc phòng, vân vân. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm Việt Nam vào ngày 25 tháng 8. Nếu nhà nước Việt Nam có trách nhiệm, có lý tưởng phụng sự quốc gia, dân tộc, thì đây chính là cơ hội bằng vàng để thoát chung, thoát nghèo nàn, lạc hậu. Nhưng rất tiếc, thể chế độc tài, đảng trụ Việt Nam đã tận dụng ưu ái đó để vun vén cho lợi ích của nhóm của đảng cầm quyền, của cá nhân để duy trì quyền lực cai trị với nhân dân và để mặc cả lập công với bạn vàng Trung Quốc. Nguồn đô la hàng chục tỷ đồng thu về từ thặng dư mậu dịch với Mỹ
lại chạy ngược lại sang Trung Quốc để nhập về những thực phẩm, hàng hóa độc hại từ nước bạn. Mềm nắn, rắn buông là sách lược chủ yếu của đường lối ngoại giao lúc lắc cây chè. Sự mềm mại của Mỹ và đồng minh chính là cơ hội của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Một số nhà bình luận đã tổng kết quan trọng trên đài tiếng nói BBC tiếng Việt là tầm quan trọng chiến lược của Hà Nội đối với Hoa Kỳ và các đồng minh đã cho phép Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều không gian hơn trong việc bịt miệng những người chỉ trích. Hai cuộc đối thoại nhân quyền với Mỹ và châu Âu đã diễn ra trung tuần tháng 11 vừa qua, cũng diễn ra ôn hòa theo kịch bản chất vấn, đối đáp ầm ừ, hứa hẹn cải thiện nhân quyền theo kiểu để lâu thì cứt trầu quá buồn, mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đã dự kiến và vẫn thực hiện như từ trước đến nay. Có lẽ đã đến lúc các nhà hoạch định chính sách cần cân nhắc lại ván cờ địa chính trị. Thà có thêm một đối thủ công khai còn hơn vun vén tình bạn đồng sàng dị mộng, mà nói theo người Việt là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà.